ba anh em ruột gồm hai bé trai và một bé gái đều bị ngạt khói do cháy nhà. Bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết khoảng 1 giờ sáng 10 tháng 6, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 3 anh em ruột trong một gia đình bị ngạt khói ở quận 10, TP.HCM chuyển đến cấp cứu. Các bé được chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 và hiện đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng 1. Bác sĩ Quang cho biết 3 anh em ruột này gồm 2 bé trai và 1 bé gái. Trong đó bé gái nhẹ nhất đang phải thở oxy, còn 2 bé trai nặng hơn. Hai bé trai bị viêm phổi, bỏng đường thở, ngạt khói do cháy nhà. Cả hai bé đều đang phải thở máy. Các bác sĩ đang nội soi để đánh giá đường thở, rửa đường thở cho hai bé.